xin mọi người, đây là Aco, quán cà phê thân thiện ở Vân Nam. Hôm nay rất vinh dự, T50 tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của máy bay không người lái đa gương T50 này. À, bạn có thể thấy phía sau tôi đang phun nước ha ha. Máy bay không người lái này là sản phẩm mới của Đại Giang rồi. Máy bay không người lái mới nhất của T50. Anh ta có thể nhập toàn bộ bản đồ địa hình này vào, thực hiện toàn bộ bài tập phán đoán của anh ta theo nhiệm vụ đã lên kế hoạch. Khi nhìn thấy cái này, tôi cảm thấy rất kỳ diệu. Đây là nguyên mẫu của nông nghiệp mạng. Có thể thấy anh ta đã tiết kiệm được rất nhiều nhân lực và tài nguyên vật chất trong quá trình phun thuốc. Sau đó, một chiếc máy bay không người lái của anh ta sẽ thực hiện toàn bộ hoạt động quan sát hàng trăm mẫu anh hoặc thậm chí hàng nghìn mẫu anh. Cái này nếu muốn người thì cần rất nhiều người tham gia vào công việc này. Vì vậy, tôi đã nói chuyện trước đây và nói rằng tôi rất lo lắng về tương lai của cà phê Vân Nam là do chúng ta thiếu lao động nông nghiệp. Nếu bây giờ nhìn thấy cái này, trên thực tế, chúng tôi thấy rằng có thể một hình thức phôi thai của nông nghiệp mới hoặc nông nghiệp hiện đại đã bắt đầu xuất hiện. Chúng ta có thể thay thế một phần máy bay không người lái, một phần công việc của con người ở giữa. Không biết cái này có thể áp dụng cho việc trồng cà phê của chúng tôi không? Tôi thực sự rất tò mò. Đây là một trong những mục đích chính của tôi ở đây. Đến hỏi ý kiến một chút. Quan sát hướng đi mới của công nghệ của chúng tôi. Một chút cảm giác chứng kiến lịch sử. T50 này lại là một sản phẩm thế hệ mới hơn và tốt hơn. Bạn có thể thấy bây giờ đây chính là chiếc T50 vừa bay trên bầu trời. Trong thực tế, kích thước của anh ta vẫn rất lớn, phải không? Cảm giác như một cỗ máy rất đẹp trai, rất có cảm giác công nghệ. Chúng ta có thể thấy rằng anh ta thực sự là một máy bay không người lái lớn trong ấn tượng của chúng tôi. 400 triệu cánh quạt, sau đó bộ pin, lỗ radar, hệ thống nhận dạng nào. Nhưng bây giờ anh ta có một tải trọng nặng. Người ta nói rằng bể nước này có thể chứa tối đa 50 lít. Nói cách khác, khi tôi bay ra ngoài một lần, anh ta có thể chứa được 50 lít ngành dược phẩm hoặc là phân bón ở bên trong. Sau đó, bên này có một pin có thể thay thế. Bên cạnh tôi thấy còn có một số pin có thể sạc lại. Nói cách khác, tôi có thể sử dụng nó để bay vài lần. Sau đó, pin được sạc để thực hiện công việc cả ngày. Nhìn kỹ hơn toàn bộ cái này. Công nghệ rất tốt. Chất liệu cũng rất chắc chắn. Tôi cảm thấy rất đẹp trai. Vừa rồi tôi có hỏi ý kiến một chút, đại khái toàn bộ tình hình của anh ta, thực tế thao tác. Nếu địa hình của bạn phức tạp hơn một chút, bạn làm một thao tác tương tự như nhận dạng bản đồ. Sau đó bạn có thể nhập bản đồ vào. Anh ta có thể làm toàn bộ công việc phun nước theo địa hình thực tế của bạn. Vì vậy, nếu đối với thuốc xịt, phun phân bón lỏng phân bón lá cho các hoạt động này, tôi nghĩ nó là một cỗ máy rất đẹp trai, rất tốt. Phần còn lại, chúng tôi phải xem xét cách công nghệ mới này có thể được sử dụng trong việc trồng cà phê của chúng tôi. Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng một cái gì đó tốt hơn và hiệu quả để giải quyết toàn bộ đầu tư nhân tạo của chúng ta? Hiện tại, đối với mảnh đất xoài này, khoản tiết kiệm nhân công của anh ấy rất lớn, là một sản phẩm công nghệ mới rất hiệu quả. Đẹp trai Đại Giang tốt bò, nhớ chú ý đến nguồn tin cậy của chúng ta.